vô đây. Em anh cãi ta. Thank you.
Thank you.
cũng thích, rất thích âm nhạc. Để chúng ta hồi xưa xin mời Chris xin luôn. Xin lỗi các anh chị, cảm ơn các anh chị đến đây học tập hôm nay. Dạ, có quý. Có nhiều người không biết em là ai. Em chỉ là một người vô danh thôi. Hồi đó em nhớ cái nhạc trẻ bắt đầu khoảng năm 63. Bắt đầu khoảng năm 63 xuất ra là nhạc trẻ với Bành Trướng. Và đầu tiên em được nghe cái nhạc Shadow. Khoảng 6-7 tuổi đã từng nghe Shadow. Còn đã trên hàng xóm rồi. Rồi khoảng năm 68, 69, 70 thì là em thích nhạc trẻ Việt Nam, em chơi nhạc. Em cứ đứng em nhìn mấy ổng dọn nhạc á, em mê. Lúc đó có mấy anh hay tới nhà, anh Đẹp Nam, anh Cassim, anh Trung Tỉa. Nhiều anh tới nhà dọn nhạc lắm. Thành ra mấy năm trôi qua em mất liên lạc. Thành ra khi về Việt Nam thì em hay tìm lại các anh hồi xưa để liên lạc lại. Thế là hôm nay chúng em cho may mắn Tết. Em xin chúc các anh chị năm mới tràn đầy sức khỏe. Bây giờ sức khỏe là trên hết. Giờ em nhất định cứ mỗi năm về Việt Nam một lần thì mình sẽ họp mặt. Và hôm nay em xin chúc mừng Happy Birthday em nhạc sĩ Vũ Xuân Hồ được hôm qua là sinh nhật của anh. Khi nhắc tới anh Vũ Xuân Hùng, em nhớ năm 72, cái phong trào nhạc lời cuốn nội Việt. Em đã dịch ra một cái bài nhạc tuyệt vời mà nghe và nhớ mãi cho tới bây giờ. Búp bê phải xin, búp bê phải xôn. Đầu tiên chúng em con là phim Netflix. Nhiều bài của anh lắm. Cảm ơn anh Chris đã nhiều. Chúng ta hôm nay họp mặt tại đây, cái đầu năm chúng ta điểm lại những ngày tháng mà chúng ta đã có mặt trong đây. Tôi không nhớ không lầm thì phát trà nhà trẻ phát sinh từ năm 1960 trở đi, nhưng nó phát triển mạnh mẽ vào năm 1968 khi quân đội Việt Nam đi qua. Từ đó chúng ta có rất nhiều những nhạc sĩ, những ca sĩ của nhạc trẻ rất nổi tiếng trong thời gian 67. Và Chris Lu là một người đam mê với nhạc trẻ, yêu thích nhạc trẻ và hoài niệm nhạc trẻ. Hôm nay chúng ta ở đây là những người còn đọc lại, còn ở lại với nhạc trẻ sau 40 mấy năm này. Chúng tôi cũng xin mời anh Quý sẽ lần lượt giới thiệu từng những người hiện diện trong hôm nay. Vâng, tôi xin mời lời cho anh Quý.